xong cái thân kia nó to bằng ngón chân cái đúng không? Nó to này rồi cái của em. Đấy, đi chợ này lại có quà rồi, chờ tí cho màn hình nó. Ui, nhưng mà nhìn cái cây của anh Kiện này quái quá, giống cây ở nhà quái quá. Đang nợ vời hai lần chưa giả này, còn nợ cả hung kêu nữa. Đấy, chúng mua vàng vàng. Mau về. Yên tâm, anh cứ để đấy, tầm đấy thì lên đường ngay, yên tâm. Biết rồi, nhưng mà thế đã mới sau mà đi kiếm mới dễ chứ. Cái đấy báo giá trên mạng đi anh, cho anh em biết đi. 18 triệu. Đấy, quá êm ái luôn. Cây này cực thấp. Bệ bết, bệ bãi khiếp. Nhìn này. Tổng chiều cao 1 mét. Tổng chiều cao 1 mét thôi. Đấy, nhìn bệ này. Ba vai. Sâu như ngay nha. Ba vai. Nó đẹp, quan trọng là nó có 1 mét đấy. Mà rộng cũng tầm 1 mét nhỉ? Rộng hơn 1 mét. Xin chào nghệ sĩ. Đấy. Đẹp đấy. Cái này mình rất khoái cái này. Chân vệ tứ diện đều rất là đẹp. Chân rất là chùn. Xanh quê nhưng mà chân rất chùn. Quê chân rất chùn. Đó. Mang anh trở lên Hòa Lạc. Tất. Anh bảo đi làm tiếp. Rất chùn. Yên tâm đi, quay lên có người bốc ngay, yên tâm. Nhìn cái bệ này khoái nhỉ. Bệ vôn ngắn, chùn. Hiếm có bệ chùn. Hai cây là chùn không có bệ. Không có. Kia nó còn không đều mà nó trải quá. Đây là chùn. Không gửi cho đại gia ở bên Đức. Đấy, đại gia ấy đang tìm ấy. Đây là thực đúng không? Thu thực gì đấy. À, Thu là anh. Cụ nếu không dịch bệnh về rồi đấy. Và về không được. Đúng gu đấy. Giống hệt đẹp hơn cái cây ở nhà được đi ông ấy lấy. Cái này mình làm một đôi với ông ấy hay quá. Cụ gì không lấy. Nếu mà tối ông ấy không lấy thì em bảo cho. Nhắn tin cho. Cái bên ấy thì không gọi được. Nhắn tin. Đấy. Đại gia bên Đức ơi. Mặt sau xem nào. Mặt sau đẹp lắm nhưng mà chưa có lối chui vào. Đó. Nhìn như cây đa đầu làng này. Bệ rất đều, rất tròn. Đó, đẹp. Hai phải tối đi anh ạ. Em nói thật anh nhìn tối đấy đâu đẹp. Anh nhìn đấy. Nó bệt. Nó bệt các bạn. Con đấy mà nhấc nổi lên chậu thôi vậy về đấy. Con đấy bao nhiêu anh vừa nhỉ? Cái này 7 triệu nhỉ? 7 triệu. Cái này là móng anh ạ, không phải quê đâu. Móng. Quê. Không va chạm nhiều ấy, còn móng nó gân đấy cơ. Đây đúng nhiều người thì bảo là móng là. Em gọi là móng đấy. 90% là bảo là móng. Đang quả này. Đó thì xanh quê này nó quả mà. Không, rồi em vẫn gọi đây là móng. Dòng này á, quả nào lúc nào cũng quả luôn. Em gọi nó là quả móng. To hơn quả là móng cơ. Con bò ở nhà đã lên đường cho anh. Con nhiều đầu ấy. Cũng móng ấy. Chưa, đã lên đường đâu rồi. Ừ. Để nuôi mà. Con ấy giống con này nhỉ, mà sau có khi hay hơn này. Đấy. Đẹp quá. Đẹp quá. Dạ. Đây à. Càng ngày càng đẹp trai đấy. Dạ. Nhiều người thích từ sáng ra, nhiều người thích mà hoa là nó chưa ấy thôi.
Đấy. Chơi bình dân thôi anh ạ. Đấy. Thực tế là khoái này hơn nhưng mà nó khó quá mình không được chơi. Bây giờ cây ở nhà nó tùm anh ạ, không về cắt được đây này. Hôm nào anh lên sửa rồi. Được. Hôm nào cũng mời chắc anh cả anh vào lên làm cái rượu. Nhất trí. Ôi giời ơi. Lên một buổi quá sao? Đơn giản. Địa bàn của anh cái gì đấy? Thường em mọi hoàn thiện này sửa mà một ngày một buổi hai mươi mấy cây. Sửa anh sửa đồ này anh sửa nhanh. Sửa. Cứ trèo lên mà sửa luôn. Biết kiểu rồi mà biết làm. Trèo lên. Nhắm mắt sửa được đúng không? Đẹp đấy. Đẹp. Chú sở hữu của chú mong về làm thôi, tư duy mình lâu. Yên tâm em nếu mà anh bị nó chưa gặp được người thì em sẽ nghiên cứu, còn bây giờ đã lên truyền hình nó mà nó đẹp mỗi người hưởng tí. Anh quay này là đẹp. Anh thấy đẹp. Đẹp. Quan trọng là cho các đại gia thích có cơ hội cho anh. Đấy, cái nhà vườn người ta to lắm, người ta chưa nhiều lúc tìm không ra. Đấy, cây đấy rất đẹp. À quên, còn cây này thì bao nhiêu anh nhỉ? Cây này 25 triệu. 25 triệu, à lại hơn cây kia. Đấy. Em khoái cây kia hơn. Là mỗi người một thích, mỗi người sở. Cây này thì bay bướm nghệ thuật. Còn cây kia đá. Đâu đó? À. Để còn để tận chỗ đấy à? Cái đấy là bao nhiêu nhỉ? Tí nữa đỡ phải hỏi. Cái đấy là 15 triệu. 15 triệu. Ôi, thế cây này quá êm ái. Mất thôi. Úi, rồi đổ rồi. Nếu mà đã thích thì bất chấp nhỉ. Đấy, cây này 25 này. Hôm nay là nhất trạng luôn. Thích rồi à? Đúng rồi đấy. Em đi vòng thấy cũng đúng. Em đi vòng thấy cũng đúng. Cái vú bò này nhất tràng luôn. Không có đấu thủ. Vú bò à? Từng ruối. Đấy, bà. Nó là nó họ vú bò đấy. Quả nó hết quả vú bò ấy. Thế là vú bò rồi. Chứ ruối làm gì có quả như thế. Cây đấy bao nhiêu anh? Cây là 5 triệu rưỡi. Kinh. Nhè nhè trên đá này. Nhè trên đá. Kinh nhè. Bẹp cả đá rồi đấy. Đấy, thấy chưa? Thật ngộ. Như gốc tưởng là đá. Đấy. Đá với cây lẫn lộn. Đá với cây. Vú bò. Quả đỏ đỏ ấy các bạn. Cái đầu ti mà được như thế đẹp lắm ấy nhỉ. Mong mà không làm mong vậy. Càng chín lại càng đỏ. Con này phải lấy ngọn đây. Thằng này về thằng này bò đây này thằng này mình được phải kiểu như thế hạ luôn đấy phải cắt ngọn như cắt về ngọn này là mình côn này cây này nó đang bị chúi chúi này nó đấy. hơi bị ngửa về đằng sau đấy lại tôi do trồng thôi mong có tôi nhiều lấy cái bệ này mong này là cái mầm ở đây thì là cắt ngắn xuống đây và cắt cho nó lại ở đây nó để bị vênh quá để không để ý nuôi không để ý. Chất này là nở hết này. Ôi, chất này nó lu như ấy luôn. Chất này dòng quê này nó lu kinh lắm. Nở. Mà chất lá thì khỏi phải bàn, lá đẹp. Đấy, để bãi rất đều. Rất thụ, chảy. Không bình thường cao, xong cái này chắc cao tầm 40 phân này. Không đến. Xong cây về 40 phân. Cây này theo anh làm hai tay một ngọn. Thì chỉ em một ngọn thôi. Thôi. Càng đơn giản càng tốt anh. Em càng nhẹ nhàng càng được. Đây nhà. Cây mà làm được nó nhẹ càng nhẹ nhàng càng đơn giản nó mới khó đấy. Chợ hôm nay sinh động nhỉ. Chợ hôm nay đông vui. Quá đông. Theo nhiều cây. Không thể làm theo được. Các bạn phải làm được cốt. Xin chào nhà. Hiền huynh tí nữa riêng Hiền huynh một cuốn nhá. Để ra đây hết cái mảng này, bánh hết cái mảng này nữa. Đấy. Trước một nhát đi. Đấy, cho một nhát. Một nhát liệu có đủ không? Đẹp, đẹp quá. Đấy. Nhất trên đài. Đâu nhỉ? Đã lâu chưa?
Em vừa ra lúc anh ạ. Túc gì xa từ dưới sợ chưa? À, đây là túc à? Vâng. Ôi, kinh nhỉ. Sộp sộp sộp. Bảo vệ túc này cũng rồi. Khai thác đấy. Khai thác. Như núi đá. Nhiều hàng gì? Ổi. Như cái ổi nó hay chứ. Thần kia kiểu thân kiểu như vị chiến tranh ấy. Lỗ kia. Bà chủ đâu ấy chả thấy chạy ra bám giá tí cho vui. Đấy có cái ổi rất là dị các bác ạ. Thực tế mà nói cái này trồng thẳng nó lên. Trồng thẳng nó lên các bác nhé. Chậu đẹp đẹp và chơi thôi. Hơn 1 mét tí thôi. Cao tớ cỡ 1 mét tí thôi. Hơn 1 mét. Khoảng 1 mét 2 lên, lên tới tận mặt ngọn kia. Đấy. Cũng có một cái rất hay. Đấy. Đấy, chưa biết bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà của chị Liên. Đấy. Thực tế mà nói quá cả, vì ngày xưa tôi ở quê, tôi ở sáng đi tối về ở quê thì vườn rộng lắm, tôi có thể đưa những cái cây như này về thì trồng rất là thoải mái, nhưng mà con điều có tiền hay không bây giờ thì không, không chơi được, bây giờ ở cái này chật chội lắm. Đó. Được chưa? Đấy, đây là hết một góc chợ đằng này rồi. Chỗ này là những cây giá nó rẻ rẻ mềm mại, giá rẻ rẻ mềm mại và thiên về chút khai thác chút. Đấy. Cây này tôi thấy thích này. Đấy, ok bác, để sang khu vực khác nhé.